cả những dancer Hồ Lễ Xuân. Vũ đoàn Hồ Lễ Xuân. Đây, thank you. Và liên tục mời mọi người đến một nam ca sĩ đẹp trai 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 Vũ. All right, Leon Vũ. Nhưng mà thưa quý vị, Hồ Lệ Thu sẽ quay trở lại phần cuối cùng rất là hấp dẫn phải không anh? Quý vị đừng có đi nha. Có luôn chú Nam Ngọc luôn. That's right. Luôn xối xả luôn. Everyone, đúng rồi. Vâng, bây giờ xin quý vị cùng mọi người cùng ra sân nhảy mọi nha. Mọi người ra sân nhảy chung với Leon nha, ra hết được không ạ? À? Ông anh ơi, hồi chiều tới giờ em xí xỏ quá, cái cổ khô cho em lên. Đúng không cả nhà? Cái này mình vô một chút là mình quậy lại nghe chưa? Xa vắng mình phải theo lời hứa xưa phương em yêu hơn ơi em ơi có biết gió xa dịu dàng khi gió bên trăng rồi khi nhớ lần nữa đã vỡ rồi khi đắm say tình yêu mới em có còn nhớ chuyện ngày xưa và mai mốt ôm đàn xa bến em còn nhớ khi mình đắm say em vẫn có lẽ nào tình đẹp là tình yêu đã vỡ
tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết. Chơi nên kể phước chi, đùa vui thôi đây nhé. Say đắm và u mê, sẵn sàng đáp nhạc nhờ. Tôi nghiệt quá, xây những lâu đài ngác mơ, biển vắng như chiều sắp mưa, tình cùng như là đám mây mịt mù. Tình là nhớ, xin chớ nên lừa dối chi, đừng nói câu chuyện lứa lơi, tình vẫn như dòng nước trôi. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong giây lát, đến một phút rồi đi như nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là vội qua, nghĩa là mang dù sao nghe
thưa quý vị, Leon không có đi đâu nhá, trở lại sẽ trở lại với lại Hồ Đình Thu nhá. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Leon tạm nghỉ một chút xíu sẽ quay trở lại, nhưng mà quý vị nhớ là sau một phần trình diễn nữa thì Teletron sẽ đóng cửa và chấm dứt đợt sale lần này. Còn một rất ít đồ, nếu quý vị nào đang chờ đợi nên vào ngay bây giờ để có thể lấy những cái món hàng cuối cùng mà quý vị cần. Thành ra một lần nữa các anh chị em có thể trong đó để chờ quý vị. Tất cả quý vị còn những cái món hàng cuối cùng quý vị có thể mua trước khi đóng cửa ngày hôm nay, quý vị nhớ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì xin giới thiệu đến quý vị, đặc biệt là một số quý vị đã ký giấy đó. Bây giờ quý vị cần vào để lấy hàng, những quý vị đã ký cái đơn đó, đã mua cái application đó, quý vị nên vào ngay bây giờ, là bởi vì sau cái phần trình diễn này thì chúng tôi sẽ đóng cửa. Một lần nữa cảm ơn quý vị và xin trở lại chương trình với phần trình diễn của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Và xin cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, anh Nguyễn Quân có một ngày mai là không có giá đó nữa, đúng không ạ? Là hôm nay thôi, đúng không ạ? À, hôm nay mai cũng không có quả luôn. Ủa mà mai mua dạ, hôm nay quý vị vừa được xem căn nhà, vừa được có quả. Đấy. À, mua xong mới được tặng quà. À, mua quà á? À, mua thôi, không cần quà. À, thế thì mua ngay đi ạ. À, thế tốt quá, quà đây để vợ em lấy được. Rồi, Nghệ Sĩ ơi, anh còn ngủ không? Bây giờ buổi tối nó mới trả lại ánh sáng lung linh cho người nghệ sĩ, thưa quý vị. Đấy, mình thì cứ tưởng mình đang đứng ở Las Vegas, nhìn mấy biển hiệu nó cứ lấp lánh lên như vậy. Cái đèn này hình như từ trong vũ trường, thả nào Leon Vũ hát sung quá. Và bây giờ thì sẽ mời quý vị đến với nhạc phẩm ngay sau đây, ca khúc được mang tên Vì Anh Thương Em. Mời quý vị nghe khúc này, thưa quý vị, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Và một tràng tay cho anh Nghĩa Sữa được không ạ? Dạ. Sao em đứng trên này lên nó cao lắm. Anh bỗng thấy thương đi bằng non, người chiếc bóng cô vòng. Đâu là cô đây, thấy mình nghe như trong giấc mơ, nghe như tiếng mưa rơi, nghe trái tim buồn. Và tiếng trái tim rộn lên, hóa chỉ có bằng non. Em nghe gì không? Em hỡi, vì ai thương em? Như thương em bằng nói, em ơi, làm sao nói được? Vì anh thương em, như thương hạ bước dài. Nghe như tiếng mưa rơi.
và tiếng trái tim dồn lên hoa trên con bàn non. I guess you know. The door is closed for tonight. Thank you. Anh ơi, mình còn đâu bao nhiêu đúng không anh? Còn vài hộp nữa đúng không ạ? Thật
chết của em nó gì cũng có. Anh ơi. Cái này tiện nó đưa lên cao nữa hơn. Thứ ý chương trình ngày hôm nay là sẽ có phần kết thúc cái này. Đây là lớp của ổng không cao. Có một phần mới ráp lại chương trình rất là đặc sắc. Lần đầu tiên thì coi qua chương trình này với của Telecom. Sự kết hợp giữa Vương Vũ, Nguyễn Hồng Dung và Hồ Lệ Thu. Để chúng ta khép lại cái chương trình ngày hôm nay và hy vọng quý vị sẽ vui vẻ, thoải mái sau thời gian làm việc tuyệt vời. Và nhất là những cái sản phẩm như những cái máy xa và được tặng những cái món quà trị giá 11.950 đồng, những cái đèn, những cái đồ làm đẹp trong ngày hôm nay mà đang sale với giá đặc biệt thì quý vị hãy mua trước cái giờ chúng ta đóng cửa, chứ nếu không ngày mai thì chương trình không còn nữa thưa quý vị. Và sau khi đem bàn xong thì chúng ta sẽ có những chương trình này lần đầu tiên bị coi qua. Với Telecom, một chương trình rất là sôi động, hy vọng quý vị sẽ được vui vẻ, thoải mái sau là tháng nào bình thường. Thưa quý vị, thank you for your service. Ok, bây giờ xong rồi thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu một cái chương trình đặc sắc ngày hôm nay với Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Dung và Lê Anh Vũ. Thưa quý vị, thank you.
từ tiền ra lòng sáng lên sáng lên sáng lên sáng lên sáng lên sáng lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là nhiều đã tham dự chương trình, quý vị thấy mà. Một lần nữa cho một bó tay cho Lê Anh Vũ, Nguyễn Hồng Dung và Hồ Lệ Thông luôn các vị. Và chúc tất cả quý vị vui vẻ, sức khỏe và hy vọng mình vẫn tiếp tục ủng hộ Telegram để chúng ta có cái chương trình nhạc hội hoa nào. Được quý vị? Yeah! Chúc quý vị đi đường lấy xe về vui vẻ, và những mua sắm quý vị nhớ đây là lần cuối cùng được quyết định mua sắm, và coi qua livestream ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới sẽ có một cái ngày thật là vui, hạnh phúc và bước vào một mùa thu thật là thoải mái. Thưa quý vị, xin cảm ơn từ Telegram của các nghệ sĩ. Xin chào tất cả quý vị. Good night, everyone. Thank you for watching. Just make sure you subscribe, give it a couple thumbs up, because it's encouraging us to make more wonderful videos like this in the future for everyone to enjoy around the world. There's Magic Manny. There's Magic Manny right there. And there is Junior. These are all my dancing partner. Hi, Tom. Yeah, bye, chị. Bye, bye, chị. Yeah, see you next year. Không có gì next year. Dài tháng. Yeah. Để em quay xong rồi quay. Hello, bye, bye, Tom. You can great video. Let's help us support each other. Come on, let's stand together. Let's go for community. I want to take all of us, the three of us, the video one last time. Come on, guys. Come on. Let's get together. Here. I want in front of the stage. Stand in front of the stage. Come on, a picture. Of course. Come on. I will. Let me set up the camera. Hey, Jose, where are you going? Saturday, Sunday, today, fun day. Thank you for watching, everyone. Be sure to subscribe, give a couple thumbs up, because you're encouraging us to make more fun videos like this in the future for everyone to enjoy around the world. Everybody right there. Let's strong, healthy, and happy. Let's strong, healthy, and happy. Anything you want to say? Anything in bold? Okay, guys, we'll see you next year. Right, see you next time. Take care, okay? Good luck. And my buddy Junior here is looking for single, beautiful Vietnamese women. Advertising, dating. Right, help me advertise. Let me know if you guys any single. We all love dancing. We're all, you know, single, but very happy. We love dancing. Keep dancing, everyone. Life is too short, right? Keep dancing, keep moving, and the sky's the limit. So, good night. Bye. Right here at Eden Center, the largest Vietnamese community in the East Coast. Hi, everyone. God bless and Budapest. Yeah. Hey, Sophia, they don't want to take that picture. You can get him over here. No, he don't want to take it. Oh, thank you, everyone.